À, thưa các bạn, mình đang bài bản nha. Cái này chắc một thời các bạn. Thời nhé. Thời thịnh hành. Bạn thấy nó có một cái học để pin không? DC 12V nha. Đó, nó có hai nguồn nha, nguồn 220. Nguồn 220 à. À, không xài thì xài nguồn DC nha. Nguồn DC chính là hai dây này nha. Thì cái này nó không có chức năng nó chỉ có cái xài cái dạng băng cassette ngày xưa á. Ngoài ra nó không có USB hay gì nhá. Cái này ai ấy thì giờ sẽ độ lại. Độ lại cái vẫn sử dụng những cái nút volume nè. Nha. Đủ hết nha. Đó. Echo đủ thứ hết nha, mình sử dụng lại cái bản này. Cộng với một cái mạch Bluetooth hiện đại bây giờ chế vô. Vẫn để cái này lại nha, làm kỷ niệm. Chế Bluetooth ở đâu đó nha. Ở đây nó nhiều lo lắm. À, có tay tay cầm nè. Đó. Một cái lo. Mà thấy thấy lo không? Đó, bát chép thôi. Wired nha, vẫn có sóng nha. Vẫn phát sóng nha. Đó. 95 ly audio, có audio luôn nha, volume đó, wired. Cái này hoài niệm ha, nhưng mà chế vào cái chế thành cái lò kéo nha, mini á, để xe hơi gì đó nha. Ngon nha, thoải mái, giờ dễ, có lò sẵn. Okay.